đồng hợp tác đầu tư thì luật quy định bắt buộc là phải lập bằng văn bản. Bắt buộc. Chứ không có trao đổi miệng được. Không nhất thiết một giao dịch bắt buộc là phải có hợp đồng. Chúng ta chỉ quan trọng cái việc là chị B thực tế có giao vàng cho anh A. Chị B là hoàn toàn có quyền là tố giác anh A này đến cơ quan điều tra. Cần phải kết hợp giữa cái việc khởi kiện hoặc tố cáo với cái việc mà yêu cầu cái biện pháp mà khẩn cấp tạm thời với cái việc ngăn chặn phong tỏa tài sản để đảm bảo cái việc thi hành án sau này. Còn trường hợp mà lỡ bị lừa rồi thì chúng ta hãy bình tĩnh, có sự tham vấn của luật sư, chúng ta sẽ thu thập thêm chứng cứ. Diễn đàn luật 360 xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay quay trở lại với diễn đàn luật, chúng ta sẽ có một cái chủ đề khá là nhiều tiền ạ. Và đến trường quay ngày hôm nay chúng ta sẽ có luật sư Hạnh ở bên tay trái của Thảo. Xin chào quý vị khán giả, tôi là luật sư Trịnh Thị Hạnh thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Trịnh Thị Hạnh, thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc điều hành công ty luật Hạnh Minh. Lĩnh vực hoạt động: hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật pháp về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, thừa kế, lao động, kinh doanh thương mại, hành chính. Và bên tay phải của Thảo là luật sư Trần Tiến Lực. Xin chào quý vị khán giả của diễn đàn luật 360. Tôi là luật sư Trần Tiến Lực, luật sư thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Trần Tiến Lực, thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn Long Phan PMT. Lĩnh vực hoạt động: luật sư có nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp về đất đai, di chúc, đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ. Tình huống: năm 2023, anh A rủ chị B tham gia dự án bất động sản có tiềm năng sinh lợi lớn với thỏa thuận mỗi người đầu tư 50 cây vàng. Do làm ăn lâu năm với anh A nên chị B đồng ý góp vốn. Đến ngày hẹn, chị B đi cùng nhân viên kế toán mang vàng qua và đã đưa cho anh A. Đúng lúc đó, anh A nói mới nhận được cuộc điện thoại báo tin mẹ ruột nhập viện nên sẽ ký hợp đồng sau và mong chị B thông cảm. Sau nửa tháng, chị B gọi hỏi lại việc ký hợp đồng 50 cây vàng thì anh A nói hai anh chị là chỗ quen biết, không cần ký giấy tờ, nhưng chị B không đồng ý. Chị B đến gặp anh A đòi lại 50 cây vàng nhưng anh A không đồng ý trả và đe dọa nếu tiếp tục đòi sẽ công khai thông tin bí mật của chị B, khiến chị B bị ảnh hưởng nặng nề. Việc mà anh đã kêu gọi góp vốn đầu tư và anh đã không có muốn trả 50 cây vàng cho chị B. Trong cái trường hợp này thì cái hành động này của anh A có gọi là đã phạm pháp rồi không ạ? Sau khi mà chị B yêu cầu ký hợp đồng mà anh ấy không đồng ý ký hợp đồng và chị B phát hiện ra rằng là thông tin trước đó anh A đưa ra hoàn toàn là thông tin gian dối, thực tế không có cái dự án nào và anh A cũng không trả lại tiền cho chị B. Rồi sau đó thì anh A còn đưa ra những cái thông tin đe dọa về cái việc mà sẽ công khai các cái bí mật về làm ăn, về cái đời tư của chị B để nhằm làm cho chị B lo sợ và không tiếp tục đòi số tiền đó nữa. Thì bản chất ở đây không phải là kêu gọi góp vốn đầu tư mà ngay từ đầu đã dùng cái thủ đoạn gian dối, đưa thông tin gian dối nhằm cho chị B tin tưởng và chuyển giao cái số vàng cho anh A. Và trong trường hợp này thì cái hành vi của anh A đã có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cấu thành của cái tội phạm là lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự hiện hành. Có nghĩa là nếu như anh A đó hoàn toàn là một kịch bản được dàn dựng nên, anh không có một dự án nào cả, anh chẳng có một kế hoạch kinh doanh nào hết và anh ấy lấy cái tiền đi và nói là không trả nữa, nếu mà đòi cái tiền này lại là tôi sẽ công khai hình ảnh xấu của bạn ra, rồi thì đó là hình sự, vừa đe dọa vừa chiếm đoạt tài sản thì là hình sự. Còn nếu như mà anh thật sự có một cái kế hoạch nhỏ cho một cái dự án, xong rồi là bạn mình đưa tiền cho mình và kế hoạch đó tự nhiên bây giờ hủy bỏ, và cái này có phải là hình sự nữa hay không hay là chỉ là dân sự thôi? Cái dự án đó là có thật và gặp cái rủi ro nào đó mà không thể tiếp tục ký được hợp đồng với nhau thì trong trường hợp này bản chất nó lại là cái thỏa thuận dân sự giữa hai bên. Thực tế có tồn tại cái giao dịch, hai bên có thỏa thuận và nhằm đạt tới một cái giao dịch về góp vốn đầu tư. Tuy nhiên là do cái rủi ro thì sau đó thì hai bên có thể thỏa thuận về cái việc mà hoàn trả lại số tiền. Rồi trong cái trường hợp mà rõ ràng đây là một vụ án dân sự thôi, anh A lại thêm một động tác là hăm dọa, thì cái đó có đủ cấu thành là hình sự hay không hay vẫn là dân sự? Cái dự án đó là có thật, nhận được tiền rồi nhưng mà anh không muốn trả lại mà anh hăm dọa để giữ cái số tiền đó thì nó là cưỡng đoạt. Thì còn cái việc mà anh ấy kéo giãn thời gian ra hoặc là cái việc anh không có đe dọa mà anh cũng sẽ hoàn trả lại cái việc đó thì anh không có yếu tố chiếm đoạt ở đây thì nó sẽ không cấu thành về cái tội hình sự, nó chuyển hoàn toàn sang là dân sự. Nhưng mà tại vì là anh với chị ấy không có bất cứ một hợp đồng nào cả. Thì cái hợp đồng thì chúng ta biết rằng là hình thức của hợp đồng nó sẽ tồn tại dưới dạng là hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng thực hiện bằng hành vi. Cho nên là chúng ta phải hiểu là không nhất thiết một giao dịch bắt buộc là phải có hợp đồng. Chúng ta chỉ quan trọng cái việc là chị B thực tế có giao vàng
cho anh A. Và nếu như mà cái dự án nó có thật mà không thực hiện được thì anh A hoàn toàn phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cái số vàng đó cho chị B. Vậy thì ở đây cái hành động mà đi giao vàng cùng với kế toán nghĩa là có nhân chứng. Có nhân chứng. Dạ có nhân chứng, không phải là chuyển khoản ngân hàng, không phải là ủy nhiệm chi, nhưng mà có nhân chứng. Người mà đi cùng với chị B đó hoàn toàn là người làm chứng trong cái vụ này, và chị ấy xác định được là có thực tế cái hành vi giao vàng đó. Và ngoài ra thì chị B có thể cung cấp thêm những cái chứng cứ khác như là tin nhắn trao đổi qua lại, ghi âm cuộc gọi thể hiện là có cái sự thỏa thuận là cái việc giao vàng ở đây, và có cái việc mà anh A đã nhận vàng. Khi mà chị thấy vấn đề là anh A không ký hợp đồng thì chị có gọi bảo là ký hợp đồng thì anh ấy không ký, thì những cái nội dung đó là anh A đã nhận vàng của chị B rồi. Có nghĩa là khi chúng ta đưa tiền cho ai đó mà không có giấy tờ gì cả thì chúng ta cần ít nhất là hai yếu tố để chứng minh, vừa người vừa vật, vừa tin nhắn vừa hoàn toàn là chứng minh đó, đúng rồi. Còn nếu chúng ta chỉ có một thứ thôi thì chúng ta sẽ không có đủ khả năng để chứng minh gì cả. Trở lại là nếu như mà cái hành vi này của anh A là hình sự, là cố tình lừa đảo, cố tình dựng lên một cái dự án rồi lừa tiền mọi người, xong rồi còn cả thăm dọa nữa, thì cái luật hình sự nó có quy định là bao nhiêu tiền thì thành hình sự, còn bao nhiêu tiền thì dù có hăm dọa cỡ nào cũng không phải là hình sự hết, tại vì đó tiền. Mình có cái luật quy định đó không ạ? Về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì pháp luật quy định là tài sản chiếm đoạt là từ 2 triệu trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc là dưới 2 triệu nhưng mà thuộc vào các trường hợp như là gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự này, là cái tài sản đó là tài sản phương tiện sống chính của người bị hại này, hoặc là cái hành vi mà người chiếm đoạt đó đã từng bị xử lý vi phạm hành chính về cái hành vi là chiếm đoạt tài sản, thì dù tài sản có dưới 2 triệu và có yếu tố lừa đảo thì cũng sẽ bị xử lý hình sự. Vậy trong trường hợp của anh A là anh đang lừa đảo một câu chuyện dự án xong rồi chiếm đoạt tài sản, còn trong cái trường hợp như mà người ta mượn tiền nhau xong người ta không trả thì cũng gọi là chiếm đoạt tài sản, thì cái đó là dân sự hay hình sự ạ? Cái hình thức mượn tiền mà không trả đó sẽ rơi vào là hình sự khi nó rơi vào cái trường hợp sau này. Thứ nhất là thông qua hình thức hợp đồng nhưng mà thực hiện cái hành vi gian dối để chiếm đoạt cái tiền đó, tức là anh giao dịch hợp pháp, anh có được tài sản một cách hợp pháp nhưng mà anh thực hiện hành vi gian dối để anh chiếm đoạt tài sản đó, thì anh sẽ rơi vào tội là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hoặc là anh sử dụng cái tài sản hợp pháp đó vào một cái mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại cho chủ sở hữu, thì cũng là tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Mình có khung hình phạt cụ thể là bao nhiêu năm trường hợp anh A này không ạ? Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có 4 khung hình phạt tùy từng tội. Ví dụ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đây thì cái khoản 1 sẽ bị phạt tù là 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 sẽ từ 2 năm đến 7 năm đối với cái trường hợp là giá trị tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. Đối với những trường hợp rơi vào khoản 3 đó thì sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Đó là các trường hợp là tài sản chiếm đoạt từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Và khoản 4 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc đến tù chung thân đối với tài sản bị chiếm đoạt là trên 500 triệu đồng. Và đối với tình huống này nè, có một cái hành động của anh A nữa, đó là anh đã đe dọa chị B bằng cái việc tung hình ảnh, tung chứng cứ, tung tin đồn gì đấy. Thì giữa cái việc chiếm đoạt là lừa đảo bằng cái thông tin giả của dự án và cái việc đe dọa, thì hai cái này tội nào sẽ nặng hơn ạ? Theo cái quan điểm của tôi thì trong cái trường hợp này thì cái tội phạm thu hút là cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái hành vi mà đe dọa lúc này thì nó chỉ là củng cố cho cái hành vi trước đã thực hiện. Hành vi mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đã hoàn thành. Và cái hành vi này chỉ nhằm để làm cho chị B chị không dám khởi kiện hoặc là đòi lại tiền thôi. Không có thỏa mãn cái cấu thành của cái tội cưỡng đoạt tài sản mà anh A phải chịu trách nhiệm về cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định. Mấu chốt là đã lừa được và đã lấy được tiền rồi. Còn cái việc cưỡng đoạt nó không nhằm mục đích để lấy được tiền. Còn trường hợp mà anh ấy đe dọa để anh mục đích lấy thêm tiền thì nó mới thành cấu thành tội là cưỡng đoạt tài sản. Có nghĩa là lúc đó mới thật sự thành tội, là đúng rồi. Tội chồng tội là hai tội lần đó là phải tính gấp đôi. Hai hành vi khác nhau, hai hành vi tách biệt. Hai hành vi khác nhau, tức là anh phải lấy thêm tiền ngoài 50 cây vàng này ra. Anh còn cưỡng đoạt. Anh đe dọa, anh đe dọa, lấy thêm một khoản tiền khác nữa. Thì nó nếu mà đủ cấu thành thì nó sẽ là thêm tội cưỡng đoạt tài sản. Trong trường hợp mà nếu như mình là chị B, mình đi đòi tiền mà ảnh đã vừa hăm dọa mình nè, vừa không thèm trả tiền nè, mà vừa chẳng có cái gì là thật hết, tất cả mọi thứ là giả hết, là lừa đảo hết, thì chúng ta có một cái phương pháp duy nhất là ra tòa thôi, chứ chúng ta có phương pháp nào khác nữa không ạ? Chị B là hoàn toàn có quyền là tố giác anh A này đến cơ quan điều tra để điều tra xét xử về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái việc mà đe dọa này thì chúng ta sẽ tận dụng cái việc này, tức là khi mà mình nói là anh sẽ đe dọa để không phải trả tiền thì chúng ta sẽ ghi âm, củng cố những cái chứng cứ để thể hiện là anh có nhận tiền của tôi
Nếu như mà chị A chị không có muốn tới mức độ mà phải đưa anh vào tù, và chị chỉ muốn lại tiền lại thôi, thì chị có thể không cần tố giác mà chuyển qua đi kiện để hình dân sự để lấy tiền lại không? Chị có nhiều cách để lựa chọn đúng không ạ? Không ạ, chị có phương thức hoàn toàn là chị quyền lựa chọn để khởi kiện dân sự. Tuy nhiên cái việc xử lý hình sự mà trong quá trình giải quyết mà tòa án nhận thấy là có dấu hiệu hình sự đây, thì tòa án hoàn toàn có quyền đình chỉ vụ án dân sự và chuyển hồ sơ sang cho cơ quan điều tra để đề nghị khởi tố về mặt hình sự. Bởi vì quan hệ hình sự không phụ thuộc vào cái việc là các đương sự có yêu cầu hay không yêu cầu, tùy một số loại tội phạm mới có yêu cầu thôi. Còn cái đối với tội này là nó không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại. Cho nên là cơ quan nhà nước người ta phát hiện có dấu hiệu của tội phạm là người ta hoàn toàn chủ động để người ta xử lý. Có thể mọi người sẽ bị xem nhẹ cái việc này, người không nghĩ rằng là đôi khi mình đi gọi là lừa ai đấy 4-5 triệu, 2-3 triệu mà nó có thể nguy hiểm tới mức độ mà thành một cái tội có thể đi tù được. Và quan trọng là gì? Là đi tù ở đây không phải là do cái người bị lừa tố giác mình nữa, mà do cơ quan chức năng cảm thấy rằng cái việc này cần phải được xử lý nghiêm hơn, và không ai được quyền tham gia vô để kiểm soát nó cả. Là chuyện mà gọi là lừa đảo này, ngoài cái hành vi lừa đảo do dự án này, lập kế hoạch rồi rủ bỏ tiền, mình còn cái lừa đảo nào khác mà trong quá trình làm việc hai anh chị hay gặp không? Đối với cái tội danh mà lừa đảo mà nhất là trong cái thời đại mà công nghệ như bây giờ thì nó rất là nhiều phương thức thủ đoạn. Chắc là chúng ta cũng thấy rõ là trên mạng xã hội rất là nhiều cái hình thức, ví dụ như là lừa đảo treo tiền trên các cái sàn thương mại điện tử. Trung bình khoảng một ngày thì có ít nhất là 1-2 cuộc gọi của những người bị hại, người ta gọi đến, người ta nói tôi bị lừa treo tiền trên mạng, tôi bị lừa làm nhiệm vụ. Khi mà chuyển tiền sang thì bên kia lấy lý do là bị hệ thống bị lỗi rồi yêu cầu tôi chuyển thêm. Và chuyển tới khi mà không còn khả năng huy động tiền nữa thì lúc đấy mới chợt nhận ra là chắc là mình bị lừa. Và hiện nay có một cái nói vui gọi nôm na đó là bị liên hoàn lừa đấy. Tức là đã bị lừa là cái việc là thực hiện nhiệm vụ này như luật sư Hạnh nói. Sau đó các đối tượng lừa đảo ấy, lợi dụng tâm lý hoảng loạn, hoảng sợ, lo lắng của người dân thì họ tiếp cận và nói rằng là tôi là luật sư này, tôi là cơ quan nhà nước này, có thể hoàn toàn giúp anh chị lấy lại khoản tiền đó. Và để thực hiện cái việc đó thì anh chị phải đóng cho chúng tôi một khoản tiền để chúng tôi thực hiện việc đó. Nhưng mà đóng tiền vào cho chúng rồi là cũng lại bị lừa tiếp, thì gọi là liên hoàn lừa. Có một nạn nhân nào đó đã có thể thắng được và đã có thể giành được công lý cho cái việc này chưa? Rất khó, tức là luật sư không thể giúp được. Để gần như là những cái thủ đoạn này thì khi mà người ta chuyển tiền, người ta không biết là người ta chuyển tiền cho ai. Và tài khoản thường là để ở nước ngoài. Đúng rồi, rồi người ta cũng không biết là cái đối tượng người ta đang trao đổi là ai nữa. Những cái vụ này thì thường là khi mà tới thì luật sư chỉ hướng dẫn là ngưng cái việc mà trao đổi để không bị thôi miên, bị lừa tiếp. Thứ hai là làm đơn trình báo ngay tới cơ quan công an để được hỗ trợ. Nhưng mà còn cái việc mà cái tỷ lệ mà lấy lại được tiền ấy, thì gần như là cái xác suất rất là thấp. Ít nhất là chị B chỉ cần biết rằng chị đưa tiền cho một cái con người cụ thể là ai, tên là gì, gia đình ở đâu. Có ít ra cũng biết kiếm nó để mà đòi tiền lại. Nhiều khi là không đòi được, người thật chúng ta thấy người thật, đúng người việc thật đó. Bị lừa mà vẫn bị lừa, còn không lấy lại được tiền. Hướng gì chúng ta lại bị lừa trên không gian ảo. Chính là người dân hết sức cảnh giác về cái vấn đề này. Còn cái vấn đề là nếu như mà trường hợp mà có một người đó giống như chị B, chị đưa tiền cho anh A nhưng mà chị lại không có kế toán đi theo, cũng chẳng có tin nhắn gì giống như mấy người bị lừa trên mạng ấy, mà đưa hẳn cho một người nói mấy câu là đưa rồi. Thì mình có đòi tiền lại được không ạ? Tất nhiên không phải số tiền quá lớn như thế này, hay nhắn tin rất là dài dòng. Nhưng một số tiền khoảng chừng vài triệu, 3-4 triệu gì đó là họ cũng đưa cũng nhanh. Thì câu chuyện ở đây là quay lại chứng minh. Thì anh muốn yêu cầu thì anh phải chứng minh được rằng anh đã đưa tiền cho người ta. Và người ta đã nhận. Nếu mà tiền mà không chuyển khoản thì chúng ta phải dựa vào các tin nhắn, cuộc gọi. Chắc chắn là các bên sẽ có sự trao đổi với nhau. Thì chúng ta phải thu thập những cái chứng cứ như vậy để chứng minh việc gì. Chứng minh là tôi thực tế có giao tiền cho ông này để đòi lại. Còn trường hợp mà lỡ bị lừa rồi thì chúng ta hãy bình tĩnh, có sự tham vấn của luật sư, chúng ta sẽ thu thập thêm chứng cứ. Hợp tác làm ăn đó thì cái hợp đồng miệng, những gì nói miệng có được tính luôn không ạ? Có giá trị pháp lý không? Theo cái quy định thì hợp đồng hợp tác đầu tư thì luật quy định bắt buộc là phải lập bằng văn bản. Bắt buộc. Chứ không có trao đổi miệng được. Về hợp đồng thì nó sẽ công nhận theo nhiều hình thức, có thể là thỏa thuận miệng với nhau, có thể là bằng văn bản ký tay, hoặc là bắt buộc là phải bằng văn bản có công chứng chứng thực. Tuy nhiên là đối với hợp đồng hợp tác đầu tư trong trường hợp này thì bắt buộc phải thiết lập bằng văn bản và hai bên phải có ký kết với nhau. Nếu như mà cái việc hợp tác nó có lãi đi, ngoài phần gốc anh được chia phần lãi thì anh phải có hợp đồng rõ ràng. Chứ anh không thể nói là tôi thỏa thuận miệng với nhau và tôi đòi phần lãi đó được. Trong cái trường hợp mà mình nói là cái hành vi mà đe dọa công khai hình ảnh nhạy cảm hay cái thông tin nhạy cảm gì của chị B ra ngoài đó, sau khi mà chị B lại không sợ, vẫn đi ra tòa, vẫn là tố cáo. Thì mình có cách nào mình ngăn chặn cái hành vi đó không? Ông A ông bị tố cáo rồi ông bị tức quá, ông cũng tung luôn mọi thứ ra.
thì khi đó có phải là thiệt hại cho mình quá không ạ? Ngay khi mà ta nhận được cái việc mà đe dọa đó thì việc đầu tiên ta cần làm là phải trình báo ngay với cơ quan chức năng về cái việc bị đe dọa đó. Thì cơ quan chức năng sẽ có biện pháp và sẽ làm việc cái người thực hiện hành vi đe dọa đó để ngăn chặn ngay từ đầu, chứ không để cho người đó có cơ hội để thực hiện đúng hành vi đó. Vậy là lời khuyên dành cho các bạn khán giả ở đây là khi mà bị chỉ cần bị đe dọa thôi là chúng ta cần phải trình báo ngay lập tức thì chúng ta mới ngăn cản được cái hành vi đó xảy ra. Còn nếu chúng ta cứ im lặng và hy vọng chuyện đấy không thành hiện thực thì nó sẽ thành hiện thực đó. Đúng rồi. Cho nên tốt nhất là phải nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ. Nhưng mà kiếm cơ quan nào anh? Gặp ai? Đương nhiên là cơ quan công an. Nếu như mà mình xác định nơi thực hiện hành vi phạm tội đó thì mình báo cho cơ quan công an cấp huyện nơi cái hành vi phạm tội đó xảy ra. Còn nếu như mình không xác định được nơi thì mình có thể trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, hoặc là cơ quan công an là nơi mình đang cư trú thì họ sẽ chuyển về cơ quan có thẩm quyền xác minh và chuyển về cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Và trường hợp là khi mà bị rơi vào cái tình trạng khẩn cấp, mình cho rằng rất là khẩn cấp rồi, rất là nguy cấp rồi, thì 113 là phương án khả dĩ nhất. Chúng ta phải gọi ngay 113 để giải quyết cái vấn đề đó. Đó là một cái thông tin rất là hữu ích. Cảm ơn anh Lực rất là nhiều. Là các bạn ơi, có gì cứ gọi 113. Mình đang nói là mình đang tố giác tội phạm, tố giác tội phạm với cơ quan chức năng. Nếu như cơ quan chức năng xác minh, điều tra và cái tố giác này không phải, không đúng thì cái người tố giác có tội không ạ? Tùy theo từng tình huống. Ví dụ như là cái việc không đúng đó là do thực tế có hành vi nhưng mà cái hành vi đó chưa phải là có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, thì cái hành vi này bên cơ quan điều tra người ta chỉ xác định là không cấu thành tội phạm thôi. Còn nếu như anh cố tình anh đưa ra thông tin sai sự thật nhằm mục đích vu khống hoặc là hạ thấp danh dự của đối phương chẳng hạn, thì trong trường hợp này thì có nguy cơ đối diện với tội danh là vu khống. Trong quá trình làm việc của anh Lực và chị Hạnh, anh Lực và chị Hạnh có gặp một cái trường hợp nào mà người như chị B nhưng mà cuối cùng là mất tiền, không đòi được tiền không ạ? Có gặp những cái trường hợp như vậy sẽ bị mất tiền nếu như mình không có một cái gì để chứng minh cả. Đem tiền đi đưa người ta lại mất. Đúng rồi, đưa cho người ta nhưng mà mình không có gì để chứng minh, hoặc là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội họ quá tinh vi, quá xảo quyệt. Họ không để lại một kẽ hở gì cả và mình rất khó để chứng minh được rằng là mình đã giao tiền cho người ta, thì là rất khó để đòi lại được. Cho nên là câu chuyện vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta hãy tỉnh táo, tức là người thật việc thật, nhiều lúc còn chưa ăn thua. Nói là giao tiền mà một 50 cây vàng mà không có một cái biên nhận gì cả. Vậy cái phần đòi được tiền và cái phần không đòi được tiền, cái phần nào nhiều hơn? Có một nguyên tắc là khi một sự việc nó xảy ra thì sẽ để lại dấu vết. Cái mấu chốt nằm ở chỗ là mình phải tìm được cái dấu vết đó. Thực sự là mình có hành vi đưa tiền và có hành vi lừa đảo thì mình tỷ lệ mà yêu cầu xử lý hình sự nó vẫn cao. Vậy là cái việc mà tìm ra dấu vết đó là việc của luật sư? Cái đó là việc của cơ quan tiến hành tố tụng. Còn việc của luật sư, nếu như mà chị B chỉ có yêu cầu luật sư tham gia trong trường hợp này, thì cái việc của luật sư là hướng dẫn chị B củng cố những cái chứng cứ, những cái tình tiết mà chị B có để cung cấp hỗ trợ cho cơ quan điều tra trong quá trình điều tra thôi. Vậy thì bây giờ vào cụ thể hơn là nếu như có chị B gọi điện thoại cho anh chị nói là chuyện xảy ra như vậy rồi, bây giờ tôi cần phải làm gì đây, thì lời khuyên của mình dành cho quý vị khán giả nào mà có cái trường hợp tương tự là gì ạ? Trước tiên là chúng ta sẽ củng cố lại tất cả những cái chứng cứ để thể hiện là, thứ nhất, mình có việc giao tiền cho đối phương. Thứ hai là những cái hành vi vi phạm pháp luật hình sự của đối phương, như là hành vi đưa ra thông tin gian dối, có hành vi đe dọa, để chúng ta củng cố hồ sơ và làm đơn trình báo gửi lên cơ quan công an ngay lập tức để giải quyết khi mà chúng ta mà đủ chứng cứ rồi. Còn khi mà chúng ta chưa đủ chứng cứ thì chúng ta hãy chậm lại một chút, tránh bất giờ động rừng. Chúng ta phải thu thập thật đủ chứng cứ vững chắc để củng cố cho cái việc tố cáo của mình. Với chị Hạnh thì sao ạ? Quay trở lại cái việc mà có khả năng thu hồi tiền được đến đâu á, thì giống như luật sư được nói là mình cần phải chứng minh về cái việc giao nhận tiền, và có một cái mấu chốt nữa là cái tiền đó ở đâu, còn để trả hay không. Giả sử trường hợp mà cơ quan điều tra xác định là có đủ căn cứ để khởi tố, hoặc là nếu như bản chất ở đây là dân sự, tòa chấp nhận cái yêu cầu của chị B là buộc anh A phải giao tiền, nhưng mà lúc đó thì tiền tẩu tán hết rồi thì không còn để thu hồi nữa. Thì cái vấn đề ở đây là khi mà mình tiến hành, chúng ta làm việc với bên cơ quan điều tra hoặc là bên tòa án trong trường hợp này á, thì cần phải kết hợp giữa cái việc khởi kiện hoặc tố cáo với cái việc mà yêu cầu cái biện pháp mà khẩn cấp tạm thời, với cái việc ngăn chặn phong tỏa tài sản để đảm bảo cái việc thi hành án sau này. Mình có quyền được yêu cầu ngăn chặn phong tỏa tài sản trong trường hợp này ạ? Nếu như mà vụ việc không có dấu hiệu sự mà chúng ta khởi kiện theo con đường dân sự, thì trong quá trình khởi kiện hoặc là ngay từ khi chúng ta nộp đơn khởi kiện là chúng ta đã có quyền là yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Còn nếu mà trường hợp bên hình sự thì cũng có quyền yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra áp dụng ngay cái biện pháp phong tỏa tài sản. Thì đó là những cái biện pháp mà để đảm bảo giữ cái tài sản nó còn ở đó, để sau khi mà giải quyết xong đến cái khâu thi hành án thì bên bị hại hoặc là bên nguyên đơn còn tài sản để thu hồi. Cái thủ tục mà để yêu cầu phong tỏa tài sản khá là rắc rối đúng không ạ? Thực ra thì mình chỉ cần làm đơn và bên cơ quan điều tra hoặc bên tòa án, cái đó là trách nhiệm người ta sẽ phải làm. Mình trở về với các trường hợp là thực tế trên cuộc sống hàng ngày đi. Yeah. Từ trước giờ thì mình cũng tham gia những cái vụ án này nhiều và hiện tại cũng đang hỗ trợ. Cái chị khách hàng đó cũng tham gia góp vốn đầu tư vào một cái công ty. Tức là trong cái quá trình trao đổi ban đầu thì hai bên xuất phát từ cái việc là cũng quan hệ thân tình với nhau. Rồi bên kia thì đầu tiên là cũng muốn là vay vốn tạm để tiếp tục đầu tư kinh doanh do gặp khó khăn, nhưng mà do là cái chị này chị nói là chị không có lấy lãi suất, chị giúp thôi. Người ta không muốn lấy không như vậy, người ta thuyết phục là bây giờ hai bên sẽ góp vốn đầu tư, rồi lãi suất là 3% một tháng. Cái lãi suất đó là cái lãi mà chia lợi nhuận chứ không phải là tiền lãi suất vay. Hai bên sẽ có một cái hợp đồng góp vốn với nhau, viết trước một cái giấy là cam kết nhận tiền, một số tiền là cũng tương đối. Thì bên này thấy là bên kia viết cái giấy cam kết nhận tiền cho mình và cũng nói chủ động đưa ra cái việc đề xuất là sẽ ký hợp đồng nên là tin tưởng chuyển hết tiền. Sau khi chuyển tiền xong thì bên kia lấy cớ kéo dài thời gian, không có tiến hành cái việc ký kết hợp đồng nữa. Chị này sau đó thì mới chợt nhận ra cái vấn đề của mình là bây giờ mình không có cầm cái giấy tờ gì trong tay hết. Rồi mới lấy lý do là viện cớ là em cần để chứng minh cái việc mà có góp vốn kinh doanh với cơ quan này cơ quan kia, đề nghị bên kia là ký hợp đồng rồi sau đó chuyển sang để hai bên cùng ký kết. Thì sau khi ký kết xong thì có phát sinh một cái tình huống là đến cái thời hạn mà thỏa thuận ban đầu là đầu tư trong vòng khoảng 6 tháng thôi, khi mà đến thời hạn đó thì chị này chị yêu cầu trả tiền, bên kia không đồng ý nữa. Sau đó thì chị này chị tố bên kia là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bởi vì rõ ràng là hai bên có thỏa thuận cái vấn đề đó với nhau. Và bây giờ khi mà hết thời hạn thì anh không trả tiền lại cho tôi và còn cắt liên lạc nhá. Bên kia người ta mới nói là tôi với chị đã cái quan hệ vay mượn và bây giờ vay thì tôi rơi vào cái tình thế khó khăn chứ không phải là tôi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Là cái vấn đề đó là trên cơ sở là giữa hai giao dịch này thì trong trường hợp này cơ quan điều tra khi mà tiếp nhận thì người ta cần phải chứng minh là theo cái đơn nội dung chị này tố là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay là theo cái phản hồi của bên kia nó là cái quan hệ vay tài sản. Thì đến thời điểm này thì vẫn chưa có một cái kết luận về cái việc là xác định đó là cái quan hệ gì, bởi vì nó cũng giống như là cái trường hợp này hai bên xuất phát từ ban đầu tin tưởng nhau. Vay tiền mà không trả hay cũng gọi là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì tin tưởng đúng cho vay mà không, không trả. Không, vay tiền không trả nhưng mà cái việc mà không trả đó là hành vi không trả như thế nào? Cái việc không trả của anh là anh đưa ra thông tin thật là anh đang khó khăn, gặp khó khăn về kinh tế, hay là anh đưa thông tin đó để nhằm che đậy cái mục đích là anh không muốn trả tiền cho người ta, anh muốn chiếm đoạt luôn. Trường hợp khách hàng của tôi và cũng tôi thấy cũng rất là phổ biến, đó là việc một miếng đất mà bán cho nhiều người đó. Miếng đất này là mua dạng vi bằng thì người này mới nhận cọc của rất là nhiều người, nhận cọc của người này rồi xong rồi lại đưa ra thông tin đơn dối là tôi chưa cọc với người nào cả và hoàn toàn có thể làm sổ để bán được cho anh và đi nhận cọc thêm của nhiều người khác nữa. Và tôi cũng có một cái trường hợp hiện nay đang thực hiện nữa, đó là khách của tôi là tin tưởng người cháu và hai chú cháu mới thỏa thuận là sẽ gửi tiền cho cháu để mua đất và chỉ định luôn cái miếng đất rõ là chúng ta sẽ mua miếng nào, nhưng mà người cháu là nhận được tiền rồi, số tiền là 1 tỷ đồng rồi, nhưng mà lại không thực hiện mua cái miếng đất đó, và miếng đất đó là đã được chủ bán cho người khác rồi. Đòi lại tiền thì không trả. Thì lúc ban đầu là đến gặp luật sư cũng như lâm sĩ nói là muốn đi kiện đó. Thì luật sư bảo cái này là có dấu hiệu của tội lừa lạm dụng tín nhiệm. Thì chúng tôi mới làm đơn lên. Nhưng mà thế là mình đưa cháu mình đo vào cái phương án là có thể ở tù ạ? Bây giờ là yêu cầu trả tiền thì không hoàn trả, là cho thời gian rất lâu rồi, năn nỉ đòi 3 năm trời. Mặc dù có tiền mà lại không trả. Có thể bạn hiểu là hành động của bạn nó nghiêm trọng đến cỡ nào. Đúng rồi, bạn ấy ý đó. Lấy tiền rất là dễ mà, là không muốn trả lại. Và cũng đã thuyết phục, cũng đã trao đổi, hai bên trao đổi rất là nhiều. Luật sư cũng đã tham gia yêu cầu là nên hoàn trả lại để giải quyết cho nó êm đẹp thôi. Nhưng mà không thực hiện thì buộc phải làm đơn lên tố giác tội phạm. Nhưng mà bắt đầu cơ quan tiếp nhận thì họ lại trả lời rằng là quan hệ dân sự. Anh góp tiền để mua đất thì việc mua đất không được thì anh phải đi khởi kiện đến đòi. Nhưng mà luật sư khiếu nại cái vấn đề đó thì cơ quan cấp trên người ta trả lời sau khi tiếp xúc người ta xác định có dấu hiệu của phạm hình sự thì đề nghị là khởi tố vụ án, là đã khởi tố vụ án. Rồi mình vụ án đang bây giờ trong quá trình giải quyết. Em chỉ thắc mắc một câu hỏi rất là đời thường con người thôi, là bạn trai bạn có hối hận không ạ? Chắc chắn là đến tới lúc mà vào trong đó ngồi thì có thể là sẽ hối hận. Nhưng mà đã muộn mất rồi.
Bây giờ là đưa ra cơ quan rồi đâu có được từ chối nữa đâu. Không từ chối được. Không thể nào quay đầu được nữa, không thể nào thu hồi. Nhóm tội phạm này là không có khởi tố theo yêu cầu của bị hại mà. Đúng rồi. Là có dấu hiệu là khởi tố thôi. Họ không hiểu được cái tầm nghiêm trọng của cái hậu quả của cái việc này sẽ là cái gì. Yeah. Có đúng không ạ? Thứ nhất là lòng tham. Cái thứ hai là họ nghĩ là mình không trả, bên kia không làm được gì mình hết. Ví dụ như là họ nói đơn giản, người ta nghĩ là tôi đâu có vay mượn anh, tôi đâu có giấy tờ gì vay mượn đâu. Anh có chứng minh được là tôi nhận tiền của anh hay không? Dẫn đến cái việc là thách thức pháp luật. Vậy thì bây giờ mình sẽ quay lại tổng kết cái chủ đề ngày hôm nay. Đó là anh chị có thể cho mọi người một cái lời khuyên rằng là khi mà mình quyết định góp vốn làm ăn với một ai đó thì mình nên làm những gì và mình đừng nên làm những gì không ạ? Cái đầu tiên quan trọng nhất của cái việc góp vốn làm ăn là chúng ta phải có hợp đồng rõ ràng. Trong hợp đồng đó phải thể hiện rõ cái hoàn cảnh để dẫn đến cái việc thỏa thuận của hai bên. Và cái vấn đề về rủi ro trong kinh doanh và mục đích thực hiện làm gì phải cụ thể, rõ ràng. Và cái quan trọng thứ hai là khi chúng ta giao tiền thì chúng ta phải có chứng cứ giao tiền. Nếu mà là tiền thì nên chuyển khoản và ghi rõ nội dung chuyển khoản là gì. Còn nếu như mà không thể chuyển khoản thì giao nhận bằng tiền mặt thì có biên nhận và ghi rõ là biên nhận đó là mục đích giao nhận tiền để làm gì. Và tài sản khác cũng vậy, là chúng ta phải có giấy tờ đầy đủ, rõ ràng. Về cái quan hệ mà góp vốn để làm ăn nó rất là phổ biến. Cho nên là để tránh bị lừa trong những cái trường hợp như thế này thì mình phải tìm hiểu kỹ cái dự án, những cái mà mình muốn góp vào để làm gì thì mình phải hiểu thật kỹ có tồn tại thực tế hay không. Cái thứ hai là đối với những dự án thường là nó sẽ vướng vào cái vấn đề là có giấy phép. Tức là khi ngay ban đầu chúng ta hợp tác với nhau thì chưa có giấy phép, chưa đủ điều kiện để thực hiện. Phương án khả dĩ nhất trong cái trường hợp này là chúng ta phải chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tôi sẽ ký với anh một cái hợp đồng vay, là tôi sẽ cho vay. Và khi nào mà có giấy phép thì cái số tiền tôi cho vay đó nó sẽ chuyển thành số tiền chúng ta góp vốn, là chúng ta sẽ có hợp đồng rất là rõ ràng. Thì như vậy là chúng ta sẽ bảo vệ tốt nhất cái quyền lợi của mình trong những cái quan hệ về góp vốn. Mở rộng ngoài cái tình huống này thì cái tội phạm mà lừa đảo hiện nay thì chúng ta thấy nó rất là nóng và hàng ngày hàng giờ tội phạm nó phát sinh rất là nhiều, mà chủ yếu là trên không gian ảo, không gian mạng. Tôi nghĩ là mỗi người dân nên tự trang bị cho mình về cái kiến thức và từ đó thì mới có thể là tự bảo vệ mình không bị thiệt hại về tài sản. Cái đó là cái vấn đề mà sát sườn nhất, quyền lợi nhất của mỗi người. Và kể cả luật sư, nếu mà bạn mới chỉ gặp luật sư, bạn thấy thông tin của luật sư được quảng cáo trên mạng và bạn muốn là nhờ luật sư đó, ví dụ như là lấy lại tiền treo hoặc là muốn nhờ lấy lại tiền bị lừa chẳng hạn, thì bạn cũng phải nên đến trực tiếp cái văn phòng luật sư đó để bạn gặp, bạn trao đổi. Chứ chưa chắc là cái luật sư mà bạn nhìn thấy trên cái hình đại diện của cái tài khoản xã hội đó đã đúng là cái luật sư đó. Tổng kết lại là chúng ta nên làm gì thì em có thể nói rằng là chúng ta đừng tin ai đó quá dễ dàng, đừng có cả nể, nói một vài cái vấn đề gì đó lại đưa tiền cho người ta, và cũng như là đừng vì bất cứ lý do gì mà giao tài sản của mình cho ai hết. Cái việc mà lừa đảo để chiếm đoạt tài sản là chắc chắn sẽ bị xử lý, cho nên là phải từ bỏ cái ý định đó. Cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khung hình phạt của nó rất cao, mọi cái hành vi lừa đảo đều sẽ bị cơ quan nhà nước xử lý mà không phụ thuộc vào bất cứ yêu cầu của tổ chức cá nhân nào khác. Phát hiện là xử lý. Bản chất của hành vi thì trước sau thì cũng sẽ bị phát hiện, không có cái thủ đoạn gian dối nào mà có thể trường tồn mãi được cả. Chốt lại là những cái lợi ích mà không phải do bản thân mình tự lao động và tạo ra được thì chắc chắn rằng nó sẽ là sai trái. Phải tự lao động và tự tạo ra cái lợi ích, đúng không ạ? Và cảm ơn luật sư Lộc, luật sư Hạnh hôm nay rất là nhiều. Chương trình Diễn đàn Luật 360 đến đây cũng là kết thúc rồi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Diễn đàn Luật 360 sẽ được phát trên kênh HTV9 vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần và phát lại vào 11:00 ngày hôm sau trên kênh YouTube của MCV. Và chương trình Diễn đàn Luật 360 có sự hỗ trợ của công ty luật YBS. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.